Ok, chúng ta sẽ đến với trận đấu bản lề ở trong trận đấu đầu tiên. Tỷ số hiện tại là 1-1 rồi, và cố lên nào mọi người ơi. Yes. Các bạn lên like và chia sẻ ủng hộ cho Mạnh Hà và Bùi Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay đúng không ạ? Vâng, anh em hãy dành cho Mạnh Hà và Bùi Việt Nam một like, một nút chia sẻ và một câu cổ vũ gì đó và một câu cổ vũ động viên. Trận trước mà Mạnh Hà mà lên bánh xe thì đúng là tịt luôn, hoặc mà nhìn chém phát chết ngay. Cái gì? Hả? Cái gì cơ? Vâng, chào anh Cao Stun. Rồi, chạy rồi. Hitty trong tay của anh thủ Bùi Phương Nam. Rome Egypt là quân bên phía đối phương. Trong khi đó bên mình là Hitty và Babylon. Game thủ Hoàng Mai Nhi là người được cầm Roman. Và Egypt trong tay game thủ Văn Nhất. Trong đó thì Bùi Phương Nam là người cầm Hit. Còn Mạnh Hào cầm Baby. Vâng, thế một cung một chém đến từ cả hai bên. Vâng, quan trọng là con Hitty này trong bắp la đừng nghiệt thôi. Nó cũng tuyển, cố lên nào, đây là trận thiếu bản lề. Màn hình máy các bạn đang xem đó như là thủ Bùi Phương Nam. Một bài đấu mà bãi quả đầu cũng 7 cây. Trận trước thì Bùi Phương Nam đã đánh rất tốt khi được cầm cung A2 áo Minh Hoàn. Và được Mạnh Hào chém bán máu thời điểm đầu. Thì Bùi Phương Nam đã nở ra rất to và khỏe để có thể cân mác. Vâng, em quê ở Hà Tây anh ạ. Đây là màn hình máy của game thủ Mạnh Hào. Anh là người được cầm Babylon. Một loại quân cùi cùi thôi. Ở trận này thì Mạnh Hào sẽ phải cân lại được Roman trong tay game thủ Hoàng Mai Nhi. Ở cuộc đối đầu gần nhất giữa game thủ Bùi Phương Nam Mạnh Hào đối đầu với Hoàng Mai Nhi Văn Nhất thì cặp đôi của Game TV đã để thất thủ với tỷ số là 2-3 về C. Và ngày hôm nay chúng ta phải đòi lại cái C đấu thủ hôm trước. Có quả phụ dành cho Mạnh Hào và bảy hiệu đồng rồi. Rừng đã có và cộng với đó là một con SH để anh có thể tìm thêm đồ ăn. Nhưng gỗ đầu trận này của Mạnh Hào là hơi xa. Và có lẽ nên lùa hiệu về thôi. Hy vọng con SH này sẽ tìm thấy được đôi voi. Vâng, mic hơi rẻ ạ. Mic này mà còn rẻ thì làm gì có mic nào ổn nữa ạ. Làm gì có mic nào ổn nữa ạ. Mic này là cực kỳ chuẩn đấy anh ơi. Mic hịn đấy. Vâng, thêm những birdie giò dành cho cái thủ Mạnh Hào và chưa thấy gì. Có lẽ nên lùa 7 hiệu 4 này về. Vâng, cắm cờ NH ở cái chấm đen trước cửa nhà. Hy vọng sẽ có đôi voi. Và Mạnh Hào sẽ chém khỏe cho Bùi Nam đánh cung. Thế sẽ đá qua màn máy cái thủ Bùi Nam một chút xíu nào. Hitty. Bởi hiệu to ở đây. Và đang muốn lùa nó về. 13/16. Nông dân đi dò không biết đã thấy thêm đồ gì ăn hay chưa. Và có SH của vòng 1 trong tay của Hoàng Mai Nhi đã đẩy đến đây rồi. Dường như là Bùi Phương Nam sẽ gần Roman Hoàng Mai Nhi. Và cung gần chém và chém gần cung. Đây thật đấy ạ. Đâu anh em đợi chút để em thử vào em check trận này. Alo alo 1234. Alo. Hơi rẻ một chút. Cái này như là bất kỳ bút lọc âm rồi. Alo, 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 đỡ rẻ chưa ạ? Alo. Alo, alo, alo. Vâng, anh em cũng biết là đã thấy hết rẻ chưa ạ? Chúng ta hãy cùng trở lại với trận đấu này thôi. Một bài đấu mà game thủ Bùi Phương Nam đã có 7 hiệu đầu và đôi con voi. Còn đồ gì ăn nữa không Nam nhỉ? Vâng, vẫn đang đi dò thêm. Đây là màn máy của đội Bắc Bình nhá. Màn máy game thủ Mạnh Hào. Anh là người được cầm Babylon và đang khai thác bãi quả phụ của mình. Bãi Bùi Phương Nam là cũng khá được, nhưng có điều là đồ lùa về hơi muộn. Một bầy hiêu dành cho thủ Mạnh Hào được đưa về nhà chính. Một bãi quả phụ để anh có thể khai thác. Và vẫn đang phải đi tìm thêm đồ ăn. Vâng, như vậy bài của Mạnh Hào đang có vẻ không thực sự là đẹp cho lắm. Nhưng mà đồ ăn vẫn đang thiếu. Có SH nhưng mà anh không tìm thấy thêm đồ gì ăn cả. Vâng, lại còn gặp đôi sư tử nữa. Và phải bỏ con nông dân này rồi. Một trận đấu mà Mạnh Hào đang phải đi đập lô. Đây là trận thiếu bản lề ở trong chiến đấu đầu tiên. Và Mạnh Hào đã phải đi đập lô từ rất sớm rồi. Khá là căng thẳng ở trong trận thiếu này. Vâng, kích đời 844 với 23 dân của Babylon, chính xác hơn là bài 24 dân trừ 1 đây rồi. Có một bầy hiêu một con voi để anh có thể ăn. Nói chung là cũng lên được đời, nhưng sẽ lên không sớm thôi. Có bầy hiêu 7 và một con voi. Rất là xa nhà chính của anh. Ok. Một bài dò tới khoảng
hơn 20% bản đồ dành cho Mạnh Hào. Cậu có thể soi tham xem bên kia bài vở như nào được không? Hoàng Mai Nhi cánh đấy à? Vâng, Hoàng Mai Nhi cánh bên kia. Có lẽ Mạnh Hào có giò cũng sẽ sang đánh Hoàng Mai Nhi luôn. Hai 1T 1 giò nếu thể kết hợp với đối phương. Bài đối bạn là 22% đến Hoàng Mai Nhi đúng không? Egypt của Văn Nhất là bài được với 18%, bài Hoàng Mai Nhi 22%. À 10% à, nhìn nhầm thì 18, ok. Gặp hai sư tử liên tiếp dành cho game thủ Mạnh Hào, nó hơi khó để đỡ. Đang đi tìm đồ ăn hoang sau khi lên đời để ăn. Chỗ này tới 4 con sư tử lận. Rất nhiều sư tử lên đời xong. Vâng, đây sẽ là BL. Còn đây sẽ là BM. Ok. Vâng, em đợi mình chút ạ. Có chút vấn đề với B tòa. Và một lần nữa xin cảm ơn bình luận viên bên tòa của BB Club đã lì xì. À xin lỗi, đã mừng tuổi năm mới 1 lít. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, như vậy là anh bảo mình tắt mic, hóa ra là anh tưởng làm gì. Hóa ra anh mừng tuổi chú năm mới, chúc chú năm mới bình luận hay hơn. Cảm ơn anh Bê Toàn. Rồi, Mạnh Hào đang đẩy giò đi vào đây nhà Roman. Hoàng Mai Nhi đã lên đời. Anh cũng đang có ngựa giò để chọc vào nhà của game thủ Mạnh Hào. Đây là nhà chính của Hoàng Mai Nhi này. Dân hiêu voi vẫn đang nằm ở đây khá là nhiều. Tham đài này là 21/28. Tiếp tục chọc những con nông dân game thủ Hoàng Mai Nhi. Một con giò chỉ có công thôi, nó không có giáp dành cho Mạnh Hào. Một con giò của anh đang bị chơi vào trận này thì Mạnh Hào không ăn được vàng. Tôi chỉ tuyên bố lại một tình huống nữa là như vậy. Hãy đang vẩy e để cơ cấu của bãi gỗ của mình để thủ lại con giò và con tê đối phương và cố gắng ăn dần Hoàng Mai Nhi đi. Đối bạn là người kết hợp một tê một giò chứ không phải là bên mình. Việt Nam vừa đi qua cái gì đó, anh Hào phải lên bánh xe trong trận đấu này để có thể chơi những con hỗn mã của Baby Lord. Vâng, 2L bắt đều nhưng sẽ là chơi hỗn mã chứ không có lạc đà gì cả. Ăn thêm con voi này nữa và Mạnh Hào đã có quẩy đối thủ con tê của Văn Nhất rồi và đợi lên xong bánh xe thôi. Đây, bãi vàng Hoàng Mai Nhi không bo bế nhưng chắc chắn Hoàng Mai Nhi cũng có bánh xe. Chọc nông dân đối phương. Mặt máy game thủ Bùi Phương Nam. Tham lai đang là 29/48. Một bài đấu mà cũng đang bị game thủ Hoàng Mai Nhi chơi vào. Một tình huống Ken này tinh tế dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. 4A bắt đều nhớ Bùi Phương Nam. Bài Bùi Phương Nam lực là ổn nếu có thể chơi và bắt chết con giò đội bạn. Chết mất 1-2 của nông dân thôi. Nhưng thời điểm này vẫn mình nghĩ là vẫn đang ổn và có lẽ là nên đẩy luôn. Không nên để lâu dài nữa. Nếu tôi không nhầm thì Văn Nhất sẽ đẩy nhà của game thủ Mạnh Hào. Đội bạn đang ăn bãi quả này và chắc chắn là Bùi Phương Nam sẽ phải chơi vào ngay. Đây, 4A vẫn đang bắt đều dành cho Bùi Phương Nam. Vâng, chém của Hoàng Mai Nhi đang đứng kê. Phá vẩy e của Bùi Phương Nam để ăn dần đối phương nhanh hơn. Tiếp tục vẩy e và turn 2 chuẩn bị đến rồi. Hit and run nào, đã có giáp gì chưa? Vâng, cũng vừa chưa có giáp. Tham lại vẫn đang là 39/52 và đang rất tập trung trong từng tình huống đi quân một dành cho game thủ Bùi Phương Nam. Đây là màn máy của game thủ Mạnh Hào. Tham lai của anh đang là 24/36 và cũng đang bị game thủ Văn Nhất chăn vào. Mạnh Hào chơi 3L sóng đơn. Những bãi gỗ của anh đã bị đẩy bay rồi và đang phải chạy dần trước game thủ Văn Nhất. Một trận đấu mà Mạnh Hào sẽ phải tụ quân để ngoáy nhà game thủ Văn Nhất. Vâng, đừng nói với tôi màu 4 đang đi ăn hoàng, không phải. Và Bùi Phương Nam sẽ phải là người dí lên và bắt hết chém của Hoàng Mai Nhi, tránh để cho đối phương có những tình huống kết hợp quân với nhau. Và khi đối bạn kết hợp quân với nhau thì đó sẽ là dấu chấm hết dành cho game thủ Bùi Phương Nam trong trận đấu này khi được cầm cờ tuyển của Hitty. Và đây là những con ngựa chém của game thủ Hoàng Mai Nhi. Quan trọng nhất là phải bắt được những con chém này, hoặc là ít nhất phải cản được đường đi công của đối phương và không để cho đối phương kết hợp quân với nhau. Chứ để đối phương kết hợp quân với nhau là chúng ta hoảng. Một cung một chém đi với nhau bao giờ cũng lợi hại hơn rất nhiều so với một cung đi lẻ và một chém đi lẻ. Rồi, những tình huống rỉa chém rất hay dành cho game thủ Bùi Phương Nam. Phá và giải ê, tuyệt vời. Ăn những con chém này. Vâng, Hoàng Mai Nhi vẫn đang cố gắng bóc máy vào nhà Bùi Phương Nam nhưng không được. Các bạn có thể thấy Bùi Phương Nam đang thi đấu cực kỳ là chắc tay khi được cầm cung rờ tuyển Hitty. Và đội bạn đang có tình huống muốn đục mà đục nhà. Vâng, Mạnh Hào báo về màu 4 vừa trên chục con nông dân. Đây là những con nông dân của Egypt và nó nằm xuống thì cũng khá là đau. Ok, sống tơ được ngáo à. Vâng, báo về là Văn Nhất vừa chết mười mấy dần nhưng đội bạn đang muốn kết hợp quân để ốp vào nhà game thủ Bùi Phương Nam. Không, đang muốn đốt lờ Mạnh Hào trước chứ chưa muốn ốp vào nhà Bùi Phương Nam đâu.
Đây là màn hình máy của game thủ Bùi Phương Nam, timeline đang là 52/64. Vâng, thêm một chiếc BG chay có thể ra ruộng và cung R đang đứng tụ lại với nhau. Vâng, bo mặt giữa nhà Mạnh Hào sang nhà mình để tránh những tình huống mà game thủ Hoàng Mạnh Nhi móc máy và Bùi Phương Nam đang là người đi móc Hoàng Mạnh Nhi. Thông tin báo về tham đội bạn đang đè bên mình một chút xíu à. Và thông tin báo về timeline đang cân. Và đây là bãi vàng game thủ Hoàng Mạnh Nhi. Mạnh Hào cũng đang quản lại tình huống này. Bây giờ phải lên được công nghệ cho những con cung R. Làm cái BC không để Mạnh Hào cố gắng đào tí vàng. À không, Bùi Phương Nam rồi. Bùi Phương Nam gần vàng, có đào tí vàng lên đầu máu để cân lại không? Không là Egypt lên đầu máu sớm hơn là đau đầu đấy. Vâng, đang đi tìm dân ăn hoang game thủ Hoàng Mai Nhi. Bắn máy game thủ Mạnh Hào. Tham lai của anh đang chỉ còn là 13 thôi. Anh đang cố gắng để có thể ăn voi và xin những con sóc đơn ra để cuối đội bạn. Cố gắng cuối đội bạn thôi. Đây, màu bồ 4 game thủ Văn Nhất đang đốt nhà BL của Mạnh Hào. Vâng, Hoàng Văn Nhất mới chỉ là chặt gỗ một mà thôi. Mới chết trục dân nên Văn Nhất vẫn đang yếu. Trở lại màn máy game thủ Bùi Phương Nam. Bò nhà rất chắc, check những tình huống hở này. Không được để hở nhà, không được để lùng nhà. Và đang tách một vài nông dân đào vàng chờ đợi lên đầu máu dành cho game thủ Bùi Phương Nam. Đang đứng quân ở một vị trí phải nói là cực kỳ hiểm địa. Đội bạn chỉ cần đi qua đây thôi là bị xúc ngay. Một chiếc nhà BC. Vâng, đội bạn đang chém dần của game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào chú ý giữ dần. Và Hoàng Mai Nhi bắt đầu sóc sọc đơn ra rồi. Tham Lai vẫn đang ở số là 68/84. Đốt lờ của Hoàng Mai Nhi luôn không? Vâng, các bạn có thể comment, like và chia sẻ ủng hộ cho Mạnh Hào và Bùi Phương Nam đúng không ạ? Đây là trận thiếu bản lề, một trận đấu đang rất là căng thẳng. Đội bạn Rome và Egypt. Báo về đội bạn chỉ ăn một cánh rừng thôi. Mạnh Hào có ngoáy được nữa không? Tham Lai Mạnh Hào chỉ còn là 9. Một trận đấu Mạnh Hào cầm Babylon và đang bị hai nhà đối phương xúc rất là rát. Thêm một chiếc nhà BL nữa ở đây. Vâng, không giữ được con sọc đơn này rồi. Và bây giờ thì Bùi Phương Nam sẽ phải thể hiện khả năng chủ lực bá đạo của mình. Đội bạn đang muốn ốp vào nhà game thủ Bùi Phương Nam tơ này. Tôi thấy cung R đã bắt đầu dồn lên rồi. Đây, tham lai là 74 cho Bùi Phương Nam. Có lao ra bắt không? Tách thành hai kích ra bắt không hay là như thế nào? Và như vậy lại không không bắt nữa. Bơm cho Mạnh Hào 100 thịt. Và đang dàn quân ra để kê nha. Đội bạn chỉ cần lao vào đây là chết ngay. Lên đầu máu Nam ơi. Rồi, kích cái đầu máu và đứng quân kê nhà cho game thủ Mạnh Hào. Vâng, xây e mặt này. Bò lại. Các bạn ơi, thấy những tình huống vậy e Bùi Phương Nam phải nói là quá nhanh tay. Tham lái 79/76. Cung R Hitty đối đầu cung R Egypt. Tầm mà Egypt lên được đầu máu thì đội bạn sẽ hơn đen bỏ BG ra mà ăn gỗ một cái móc binh kìa. Và Mạnh Hào thì thời đầu là một bài xấu và bị Hoàng Mai Nhi chọc, sau đó là cả game thủ Văn Nhất đẩy nữa. Đội bạn không đánh Bùi Phương Nam thời đầu. Và như vậy là Bùi Phương Nam đang là người muốn đi ốp nhà của game thủ Văn Nhất. Phải bo kín nhà lại, giả vờ đụng mặt này để đối phương kéo quân ra. Cho Mạnh Hào chăm thịt, cho Mạnh Hào sóc quân. Đây này, Hoàng Mai Nhi đang ngồi giữa hai nhà đội bạn. Cho Mạnh Hào chăm thịt để Mạnh Hào sóc quân ra để đào. Tham lai Bùi Phương Nam đang ở số lớp 9 xích. Và đây sẽ là một tên đi ốp quân của game thủ Bùi Phương Nam. Và đang tăng cực kỳ đều. Ở dãy nhà BE bị đụng. Không sao, anh Hào chú ý bãi ăn hoang của mình té đi này. Đây rồi, tràn luôn vào nhà BA đội bạn. Một tình huống tràn thẳng vào nhà BA dành cho game thủ Bùi Phương Nam. Và một tình huống dí sâu vào và bật nơi trồ với đối phương. Cung R Hitty đối đầu với cung R Egypt. Tới này lao vào, liệu có cung R của mình có được bắn hết được không? Ở nhà kia. Vâng, ở nhà pha vẩy E. Kia là E đội bạn. Vâng, pha vẩy E dành cho game thủ Bùi Phương Nam để đối phương không lọt vào sâu hơn. Và có cung R về kề. Chú ý tân đi công lùi, tân đi công lại để bắt quân ở nhà đã cũng được. Tham lai là 70/108 dành cho game thủ Bùi Phương Nam. Và vẫn đang tụt và đang bắt những con chém của game thủ Hoàng Mai Nhi. Khi đây cũng là Hitty. Tấn ốp quân vừa rồi chúng ta chưa ăn được nhiều của đối phương. Chỉ khiến đối phương mất tay một chút xíu thôi. Cẩn thận bất hở. Đây rồi, có con giò và con chém đội bạn trong này. Bắt nốt tên này đi. Chạy hộ. Và với Bùi Phương Nam vẩy E thì bạn không có cửa để chạy. Đó, các bạn có thể thấy pha vẩy E rất là chất lượng. Vâng, bây giờ thế trận này đánh về lâu về dài chúng ta sẽ phải trâu quân và bây giờ Bùi Phương Nam phải hồi và phát triển lại. Khi mà vừa bị đục một chút ruộng rồi. Bò hai cái E này vào. Tham lai đang là 71 và đội bạn đang muốn ốp ngược. Dân kìa anh Hào ơi, lùi lại đi. Vâng, phải nhắc Mạnh Hào lùi dân lại. Và Bùi Phương Nam đang đứng quân ở mặt bên này. Để có thể đấu quân với đối phương. Tham lai 77/120. Văn Nhất là người lao lên. Xem cũng là Văn Nhất đã mắc binh công nghệ hay chưa.
Vâng, thông tin báo về tầm này chắc cũng mắc rồi. Thế thì cung R Hitty đang là đuối hơn một chút xíu so với những con cung R Egypt trong tay vật nhất. Và rừng Bùi Phương Nam đuối rồi, phải bung ra ngoài để ăn rừng thêm thôi. Đây, bung nhà chính ra để có thể ăn rừng. Mà máy game thủ Mạnh Hào, anh đang là người đi móc máy với cái tham lai 15 của mình, cũng đã bắt đầu nở lại được rồi. Và xin những con sóng đơn của Babylon ra để quấy vào những cánh rừng của đội bạn. Và xem Hoàng Mai Nhi cũng đang hồi trong nhà của Văn Nhất luôn. Và đúng BE tờ này còn vẩy hết trong nữa. Kinh thế. Các bạn biết rồi, té thôi. Bùi Phương kéo quân ra xích lại bây giờ. Bàn đi máy của game thủ Bùi Phương Nam. Tham lai là 84 trên 144. Có lẽ nên bùng hết ra ngoài để ăn rừng thôi. Tham lai. Và bên mình đang nhiều dân hơn đối phương và tham lai chỉ cân vào thôi. Đội bạn có nhiều quân hơn bên mình, nhưng quan trọng là Bùi Phương Nam là cung R Hitty và phải tụ quân lại, đối phương không thể đẩy được và đứng quân ở những vị trí chiến lược. Bùng ra đào vàng, Mạnh Hào cố gắng hồi lại đi. Đây rồi, đội bạn lao lên tơ này. Làm sao mà lao lên nổi khi mà cung R Hitty đang đứng trên con dốc cao. Và như vậy là Bùi Phương Nam đang bảo về là có thể đánh cả đời 4 luôn cũng được. Sắp đều quân nào và chú ý bung ra ngoài ăn rừng thật khỏe lên. Đội bạn không có nhiều dân bằng game thủ Bùi Phương Nam. Vâng, tham lai vẫn đang là 1 lít dành cho game thủ Bùi Phương Nam. Và Mai Nhi móc máy vài con sọng đơn này không đáng ngại. Và Mạnh Hào tham bao nhiêu? Mạnh Hào tham lai là 15, cũng đang móc máy đối phương. Đây, những bay gỗ của đội bạn đã rất xấu rồi. Mình nghĩ là đội bạn đã bung ra ngoài ăn gỗ hết rồi. Vâng, đây là máy game thủ Bùi Phương Nam dường như là đang đấu quân. Vâng, như vậy là đội bạn đang muốn lao vào đấu với những con cung R Hitty trong tay game thủ Bùi Phương Nam. Pha giải e của Bùi Phương Nam ở phía sau để dọa đội bạn thôi, nhưng bên phía đối phương không chạy, vẫn quyết định đứng lại ăn thua đủ. Vòng ra phía sau dành cho game thủ Bùi Phương Nam để bắt tân quân tiếp viện của đội bạn và đẩy thêm cung R ra đấu. Thế này tham lai vẫn đang là 88 trên 152. Các bạn có thấy sức mạnh của những con cung R Egypt trong tay game thủ Văn Nhất vẫn đang khá là bá đạo, nhưng Bùi Phương Nam là cung R Hitty và cũng không xoắn những con cung R Egypt này. Ở nhà có hai con sóng đơn lọt vào thôi. Và vậy nhanh tay dành cho cái thủ Bùi Phương Nam để đỡ nhà. Và bây giờ đưa cung R về bắt hai con sóng đơn này đi. Vẫn lủng hay sao ấy. Rồi bây giờ kín rồi đấy. Tốt. Tình huống vậy rất nhanh tay. Xin chào Ngô Phương. Hello anh. Vâng, đen bỏ BS không. Bây giờ thì cho hết dân ra bên ngoài ăn gỗ đi. Và đóng BK dành cho cái thủ Bùi Phương Nam. Rất lực. Các bạn thấy đội bạn không thể đẩy được nhà cái thủ Bùi Phương Nam. Bùi Phương Nam đang vẽ thêm ruộng. Đội bạn đã phát hiện ra tình huống đóng BK này rồi. Vâng, Mạnh Hào thì không có thịt đâu, tự thân lên 4 thôi. Hãy cẩn thận, lên 4 là đội bạn ốp. Vâng, có đúng một con sập đơn đến từ Hoàng Mai Nhi. Nhưng Bùi Phương Nam đã lộ BK. Vâng, kích 4, kích trượt, kích lại, kích lại. Kích lại kìa. Vâng, kích 4 thành công dành cho game thủ Bùi Phương Nam với tham lai là 9 xịt của mình. Bắt đầu xin ca ra và đội bạn đang muốn lao lên tuần này. Đội bạn sẽ lao lên ốp. Đứng dốc rồi, đứng hết dốc rồi. Vẽ thêm ruộng đi. Vâng, sóc trâu quân ra nào. Khi kích 4 xong thì phải trâu quân ra. Kèo này thắng anh mà thắng anh được thưởng nha, lại anh được thưởng chứ bọn em không được thưởng đâu, khổ thế đấy. Tham lai là 9 xích rồi. Vâng, Hoàng Mai Nhi thì vẫn đang cố gắng móc máy vào nhà game thủ Bùi Phương Nam. Và cung R Bùi Phương Nam vẫn đang đứng trên con dốc này. Đội bạn thấy cung R Bùi Phương Nam ít khả năng cao là phải lùi lại tên này rồi cho dân ra đảo không. Ca đã bắt đầu có nhưng mới chỉ là ca con. Và đội bạn đang đục vào mặt dưới nữa, rất khổ đấy. Kiểu mà kinh 4 rồi, báo về là gần nhất đang chết nhiều dân. Nhưng quan trọng là Bùi Phương Nam cũng đã bị đối phương ốp lên. Rền giữ một tí nào, cố gắng đỡ tên này. Vâng, ca đã bắt đầu ném và đội bạn dí thẳng vào con ca này của game thủ Bùi Phương Nam. Đội bạn biết rằng Bùi Phương Nam đang lên 4 mất rồi. Mạnh Hào có quần ở đây không? Vâng, Hoàng Mai Nhi cũng đang lao vào. Vẩy e ruộng không? Thêm một tân quần mới nở ra, lùi hết lại đi, đợi lên 4 xong có công nghệ cái đã. Vâng, 75 trên 184 dành cho game thủ Bùi Phương Nam. Mạnh Hào chú ý kìa, mấy con sập đơn của anh ở nhà kìa. Lọt mặt này rồi, chạy thôi. Vâng, cứ lọt ta lại chạy. Vâng, đang bị ốp đến nhà BA dành cho game thủ Bùi Phương Nam, nhưng em đang cố gắng đỡ và đã lên 4 thành công. Xong tân hot đầu tiên nào, nhanh. Vâng, lên lửa, xong hot. Vâng, lên tầm xa. Lên tầm xa, lên tầm xa. Báo về đội bạn sẽ không dồn thêm quân được lên nữa khi mà Mạnh Hào đang ngoáy ở nhà. Rất tốt dành cho game thủ Mạnh Hào, tầm này không phải chơi ca. Tầm này là chơi thẳng cung R và hot với đối phương thôi. Đội bạn là những con cung R của Egypt, còn game thủ Bùi Phương Nam là những con cung R của Hitty. Và bây giờ là công nghệ đời 4 đối đầu với những con cung R công nghệ đời 3. Và Hoàng Mai Nhi đang móc máy. Tầm này thì không thiếu cái gì nữa rồi. Và đội bạn không có cửa để ốp vào nhà game thủ Bùi Phương Nam. Các bạn có thể thấy đánh khỏe đến như thế nào. Và Mạnh Hào chỉ cần đi móc thôi, không cần phải thủ nữa. Tầm này thì tự tin cần map rồi. Vâng, báo về đội bạn cũng đã chết rất nhiều, nhưng điều quan trọng là đội bạn vẫn đang dồn lên và đang quản được vàng game thủ Bùi Phương Nam.
Đội bạn thông tin báo về là không có cửa nhảy 4 thì làm gì có cửa thua trong trận thiếu này nữa nhở. Đã bắt đầu khạc ra lửa dành cho những con cung R Hitty. Bây giờ thì như nào? Vâng, ăn vàng em ơi. Sóc cung R một tơn, sóc cung R một tơn. Xong lên cái bắn chặn đã. Vâng, sóc cung R một tơn, sau đó lên bắn chặn. Sát mép bản đồ, sát mép bản đồ. Sát mép bản đồ. Vâng, Hoàng Mai Nhi là chém 4 phải nhanh nhanh lên. Nào, nhanh nào. Vâng, đục vào với chúng tôi à, tôi biết hết rồi. Không có cửa để đục và bắt hết toàn bộ những con cung R trong tay game thủ bắn nhất. Tiếp tục nhận được thực đến từ Mạnh Hà bơm cho. Vâng, lên nốt cái bắn chặn. Trần lại ưng rồi đấy. Vâng, bây giờ thì vào hết đây. Vâng, tầm xa của những con Hornity đang là 7+3. Lên nốt cái đào vàng, lên nốt cái bắn chặn. Vâng, rất khỏe dành cho game thủ Bùi Việt Nam. Lên nào. Vâng, cứ từ từ thôi, cơ cấu cho khỏe nào. Ở trong nhà xây trong e thì cho vào vẽ ruộng đi Nam nhá. Đây rồi. Có lẽ là nên tụ một tơn lại nhỉ. Tầm này thì không phải lên giáp nữa rồi. Thông tin từ Mạnh Hà báo về đội bạn không có cửa lên 4 và vẫn đang muốn đi ốp nhà game thủ Bùi Phương Nam. Đây là màn máy của game thủ Mạnh Hào. Timeline của anh đang là 11/28. Đã ăn nâng hết rồi, mắc binh đào vàng rồi. Giữ dân kìa, chú ý kìa. Đội bạn đang dồn lên, Mạnh Hào lại đục tiếp. Hám lại đang là 11 cho thủ Mạnh Hào và thông tin đánh báo về đội bạn không có cửa lên 4, không biết có thật hay không. Và Mạnh Hào vẫn tự tin là đội bạn không có cửa lên 4, vẫn hở cái anh Hào sắp đi bạn. Và đội bạn có cùng ở đây rồi, thực ra là hở tông hốc rồi ạ, à, dê lèo. Vâng, trở lại màn máy game thủ của Việt Nam. Vâng, nhất định ốp. Vâng, bây giờ thì như nào? Vâng, như nào với chúng tôi này, xin cái tuổi. Vâng, xin cái tuổi và tỷ số là 2-1 dành cho cặp đôi Mạnh Hào và cái thủ Bùi Việt Nam. Tấn công tề tin nổi cậu Hào. Vâng, rất may là những tình huống mà đội bạn ốp nhà vào thì game thủ Mạnh Hào đã có quân móc vào nhà của game thủ Văn Nhất và khiến cho đối phương mất tay. Và đó là cái điều kiện để cho game thủ Văn Nhất không thể dồn quân lên nhà Bùi Phương Nam và ốp nhà Bùi Phương Nam được nữa. Và chúng ta đã có chiến thắng ở trong trận thiếu bản lề này. Và tỷ số là 2-1 dành cho cặp đôi của GameTV ở trong trận đấu đầu tiên. Một lần nữa xin gửi lời chào đến khoảng 1.000 quý khán giả bạn đang xem. Và các bạn hãy like và chia sẻ ủng hộ cho Mạnh Hào và Bùi Phương Nam được không ạ? 2-1 rồi mọi người ơi. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thiếu tiếp theo. Một trận đấu mà game thủ Bùi Phương Nam đánh mẫu cho anh em thấy mà thôi. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận chung kết đầu tiên dành cho cặp đôi của Hà Nam. Hay quá.